Ngày nay, Benfica thường được biết đến như lò đào tạo trẻ tài năng hàng đầu thế giới, với doanh thu từ việc bán các cầu thủ đã vượt quá cột mốc 1 tỷ bảng Anh. Còn vào những năm 60 của thế kỷ trước, những chú đề bàn được xem là một gã khổng lồ đích thực trên bản đồ bóng đá châu Âu. Với tôi, Benfica là câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới. Chúng tôi đã chinh phục mọi danh hiệu cao quý, Eusebio tuyên bố. Benfica là một tập thể hùng mạnh. Phần lớn các thành viên của đội bóng được đôn lên từ đội trẻ và đều đã trải qua khoảng thời gian ăn tập cùng nhau từ khi còn rất nhỏ. Chúng tôi đoàn kết và luôn tin tưởng vào năng lực của nhau, cựu danh thủ Jose Augusto cho hay. Đã từ lâu, Benfica được coi là kẻ thống trị ở đấu trường quốc nội, nhưng mãi cho tới đội bóng Bồ Đào Nha vô địch cúp châu Âu trong 2 năm liên tiếp, 61 và 62, dưới Mô Điệu mới có thể nhận ra được năng lực thực sự của họ. Trong vòng một thập kỷ sau đó, AS Águilas đã có tổng cộng 8 lần lên ngôi ở Primera La Liga và giành được 3 cúp quốc gia. Với mũi nhọn Eusebio trong đội hình, Benfica đã thiết lập một kỷ nguyên thống trị trên toàn cõi châu Âu và viết nên những trang vàng trong lịch sử đội bóng. Thành công của Benfica xuất phát từ khả năng đào tạo các cầu thủ trẻ của họ. Họ đã đào tạo ra một thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Bồ Đào Nha, cựu danh thủ Antonio Simoes nói. Mọi chuyện được bắt đầu kể từ lúc huấn luyện viên Bela Gutman đặt chân đến Benfica vào năm 1959 sau khoảng thời gian dẫn dắt Porto. Tính đến thời điểm ấy, nhà cầm quân người Hungary đã từng làm việc tại 14 đội bóng ở 9 quốc gia khác nhau trong vòng 26 năm. Rốt cuộc, Bela Gutman cũng đã tìm được nơi mà ông thuộc về, đó là Benfica. Bela Gutman rất kiên định và nghiêm khắc. Ông ấy là một người đi trước thời đại. Nếu so với những thứ mà Jose Mourinho thường hay nói ở hiện tại, thì Bela Gutman đã nói chúng từ 50 năm trước rồi, Antonio Simoes chia sẻ. Điều đầu tiên Bela Gutman làm sau khi nhậm chức là sa thải gần 20 cầu thủ của đội 1 Benfica và đôn hàng loạt những cầu thủ trẻ của học viện lên đội hình chính. Những cậu nhóc này nên được chơi bóng cùng với Costa Pereira, Jose Aguas và Mario Coluna. Chúng chẳng còn gì để học hỏi và tiếp thu ở đội trẻ cả, Bela Gutman nói với trợ lý sau khi theo dõi một buổi tập luyện của các cầu thủ trẻ. Và ông đã đúng. Benfica đã giành ngôi vô địch Bồ Đào Nha ngay trong mùa giải đầu tiên của mình lên nắm quyền, với một đội hình gồm toàn những cậu nhóc non choẹt như Jose Augusto hay Antonio Simoes. Danh hiệu quốc nội thứ 10 trong lịch sử Benfica cũng đồng thời mang về cho họ tấm vé tham dự cúp châu Âu mùa giải 60-61. Tiếp đà thăng hoa, những chú đại bàng đã đè bẹp như ông lớn của lục địa già để hiên ngang bước vào trận chung kết. Đối thủ của họ là Barcelona, một cái tên đáng gờm từ Tây Ban Nha. Mùa giải 1960-1961 đánh dấu mùa giải thứ 6 cúp châu Âu được tổ chức, và ở 5 mùa trước đó, Real Madrid vô địch tuyệt đối. Nhưng lần này, chủ nghĩa thống trị của kênh trắng đã bị chính đại kênh địch Barcelona chặn đứng. Vì vậy, không nhiều người dám tin rằng Benfica có thể cản bước được AM Blaugrana. Pha lập công mở tỷ số cho Barcelona ở phút thứ 21 của Sandor Kocsis lại càng củng cố niềm tin đó, nhưng Benfica đã vùng dậy mạnh mẽ. Chỉ 10 phút sau, cú dứt điểm cận thành của Jose Aguas đã đưa trận đấu quay về vạch xuất phát. Phút 32, Benfica bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ tình huống phá bóng vụng về của Antonio Ramalhas, và rồi pha vô lê thần thánh của Mario Coluna đóng chiếc đinh cuối cùng vào cổ quan tài dành cho Barcelona. Bàn thắng muộn màng đến từ Jonathan Sobol vào phút thứ 75 cũng chỉ rút ngắn tỷ số xuống 2-3, chứ chẳng thế nào dập tắt được sự hưng phấn của những chú đại bàng. Benfica đã thắng, thật điên rồ, họ đã đánh bại được Barcelona khổng lồ, ký giả Rui Tova xúc động nhớ lại. Và như thế, Benfica trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử có cơ hội nâng cao chiếc cúp châu Âu danh giá sau Real Madrid. Không chỉ dừng lại ở đó, thắng lợi trước Barcelona còn là cột mốc đầu tiên trong một loạt những thành công vang dội của Benfica. Tuy không thể bảo vệ ngai vương tại cúp quốc nội ở mùa giải 60-61, nhưng Benfica một lần nữa xưng vương ở đấu trường cúp số 1 châu Âu. Dù phải chạm trán Real Madrid ở trận cầu quyết định, nhưng Benfica đã nhập cuộc với tổng thể của một nhà đương kim vô địch. Hai đội bóng cứ thế ăn miếng trả miếng. Đến phút 50, Mario Coluna đã ghi bàn thắng thứ 6 của trận đấu và tỷ số lúc bấy giờ là 3-3. Người hâm mộ nhận tưởng hai bên sẽ giằng co quyết liệt đến thời khắc cuối cùng. Nhưng rồi, cú đúp của Eusebio vào phút 64 và 69 đã chấm dứt mọi hy vọng của đại diện Tây Ban Nha và còn làm lu mờ cú hat-trick của Ferran Puskas. Thắng trận, Benfica cũng trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu. Benfica quá là một câu lạc bộ khủng khiếp. Eusebio quá là một người xuất chúng. Anh ấy nhanh như chớp và còn khỏe như một con báo. Jose Augusto thì xuất hiện ở mọi điểm nóng.
và những cú chỉ nước rút của Antonio Simoes lại khiến chúng tôi phải tháo mồ hôi hột. Costa Pereira thì như một bức tường thép trước khung gỗ. Ngoài ra, hai tiền vệ và hậu vệ của Benfica thuộc dạng miễn bàn, họ đều quá tuyệt vời. Cựu tiền đạo của AC Milan, huyền thoại Jose Altafini phấn khích nói: trong vòng 6 năm kế tiếp, từ năm 1962 đến 1968, Benfica có thêm 3 lần lọt vào chung kết cúp C1 châu Âu. Khi đó, việc phải đụng độ với Benfica cũng không khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng. Tương tự như Jose Altafini, dù đã giành chiến thắng trước Benfica trong trận chung kết cúp châu Âu mùa giải 64-65, cựu tiền đạo của Inter, huyền thoại Sandro Mazzola cũng đã trải qua 90 phút cực kỳ đáng nhớ. Benfica có đến tận 2 ngôi sao hàng đầu thế giới. Nếu Eusebio là một ngòi nổ, thì Coluna là người nhạc trưởng tài năng và là linh hồn của họ. Có thể trong tâm trí của các đối thủ, Benfica chính là những vị hung thần. Như với Antonio Simoes, họ không khác gì những người anh em ruột thịt của mình. Tôi đã rất may mắn khi được sát cánh cùng với những con người vĩ đại như vậy. Tôi còn nhớ Costa Pereira đã từng lo lắng tới mức phải uống thuốc an thần trước mỗi trận đấu. Anh ấy vốn là một người rất nhút nhát và rụt rè, nhưng lại là một chốt chặn đáng tin cậy trên sân. Trước thời kỳ của Beckenbauer, Germano là hậu vệ xuất sắc nhất. Anh ấy rất thông minh và điềm tĩnh. Germano có thể đoạt bóng khỏi chân đối thủ mà chẳng cần phải tốn sức. Ngoài ra, anh ấy còn sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện như một cầu thủ tấn công. À, còn phải kể đến Mario Coluna nữa. Chúng tôi hay gọi Mario là sếp vì khả năng lãnh đạo của anh ấy. Khi chúng tôi bị đối thủ ép sân, Mario có thể một mình đi bóng từ 30 đến 40 thước và giải tỏa áp lực cho cả đội. Anh ấy là xương sống của cả đội bóng. Antonio Simoes bồi hồi nhớ lại: chúng tôi không những tạo ra những giới hạn cho bản thân mình, chúng tôi còn phá vỡ chúng, Jose Augusto nói. Và sau cùng, ngôi sao nổi bật nhất trong thời kỳ hoàng kim của Benfica phải là báo đen Eusebio. Ông đã ghi đến tận 638 bàn thắng sau 614 lần ra sân cho Benfica. Năm 1965, chân sút với biệt danh báo đen hay ngọc trai đen, Eusebio đã đánh bại Giacinto Facchetti của Inter để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên và cũng là cầu thủ Benfica đầu tiên được nhận giải thưởng quả bóng vàng châu Âu. 15 năm, Eusebio thi đấu dưới màu áo đỏ AS Agulhas cũng là giai đoạn thành công rực rỡ nhất của câu lạc bộ này, với 11 chiếc vô địch Premier League, 5 chiếc vô địch cúp quốc gia và 2 cúp liên lục địa. Ba thành tích đáng ngưỡng mộ đó của Benfica trong thập niên 60 đã giúp họ trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới và bảo toàn vị trí của họ trong ngôi đền của những huyền thoại.